Vâng, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người trở lại với Cua Chó Bản Địa Việt Nam. Đấy, thì hôm nay em sẽ lên các bác một siêu phẩm của siêu phẩm, dòng sù trắng luôn các bác ạ. Đấy, là em này là được 70 ngày tuổi, hiện tại là được 8kg các bác ạ. Chất lượng chưa? Con này là thuộc giống size cực đại luôn đấy các bác ạ. Con này mà lớn về trưởng thành mà dưới 25 cân thì cắt đầu em đi. Đấy. Đây các bác ạ, rất là đẹp luôn này. Đuôi to, đuôi cực to luôn các bác ạ. Nào, không nghịch đất để ta quay video. Đáng yêu chưa? Đấy, đây. Không hiền đề, không tật lỗi, chân tay to như cột đình luôn các bác ạ. Đấy, đây. Con này thì quá là đẹp luôn nha các bác nha. Quá gấu luôn các bác ạ, quá chất lượng, quá gấu luôn. Đó. Quá là đẹp. Đấy, vợ em không ở nhà, em không nhờ bế được. Chân tay nó phải to gần bằng tay em luôn các bạn ạ. Quá đẹp luôn này. Đuôi rất là to nha. Tai to, cụp. Tai to chuẩn cụp luôn nha các bác nha. Rất là đẹp luôn này. Đuôi to, đuôi cực to luôn các bác ạ. Đó, đây, tai cụp chuẩn này, mặt mũi to này. Đầu thủ trên tay to này. 8kg, 70 ngày tuổi, quá khủng khiếp các bác ạ. Trắng tinh như Ngọc Trinh luôn. Nào, không dồn nó để tao quay video. Lu. Đấy, các bác nhìn này. Quá đẹp luôn này, đầu thủ to trời. Mõm vuông này. Chân tay rất là to luôn này. Đây, chân này. Tay, một tay em cầm vừa hết luôn này. Cái chân nó là một tay em cầm nhá. Đây, một nắm tay của em này, vừa hết luôn này. Một khúc, một nắm tay bằng này luôn các bác. Bằng này luôn này. Các bác nhìn này. To kinh khủng luôn đấy, em còn nắm xít chặt vào luôn nhá các bác nhá. Đấy, lông rất là chất lông thì khỏi phải nghĩ luôn này các bác nhìn chất lông này. Chất lông thì khỏi nghĩ luôn này, các bác ạ. Mặt mũi to, bông đuôi đuôi to khỏi phải nghĩ luôn. Đấy. Nói chung là con này quá tuyệt vời luôn các bác ạ. Bác nào bắt con này thì liên hệ với em. Số điện thoại em để trên màn hình nhé là 0375519820 của Chó Bản Địa Việt Nam. Đấy, em muốn ngồi xuống để quay nó mà nó không cho ngồi. Quấn chủ lắm. Quấn chủ kinh khủng luôn đấy, quá là đẹp luôn này các bác ơi. Chân tay to này, chuẩn tay cụp luôn này. Đấy, rất là tuyệt vời nhé các bác nhá. Đấy, bác nào bắt con này thì liên hệ với em ngay. Số điện thoại em là 0375519820 của Chó Bản Địa Việt Nam. Đấy, thì là đây em có con cái xám này. Em mới bắt được con cái xám nhá, xám đá. Ở bản con này đang thay lông này cho nên nó hơi bị đỏ đỏ một tí. Đấy, cái tơ xám em bắt về là em ghép với đôi, ghép với con đỏ xù này của em. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, cái con bốn mắt này, máy đẻ nha em ấy. Đấy các bác này. Đấy, con cái xám này các bác này. Cái xám đá nha các bác nhá. Chứ rất là độc và lạ luôn. Dương chó nhà em rất là độc và lạ luôn các bác ạ. Đấy, vào chuồng. Lưỡi đốm rất là nhiều luôn các bác nhìn này. Lưỡi này. Đấy, xám đá luôn nha các bác nha. Chất lượng quá nhỉ, yeah, con giống chất lượng đấy. Đấy, con này là em để chơi các bác, em không bán. Đấy. Con này là em để chơi rồi. Cái tơ em sẽ để tạo ra những con giống con phấn hồng. Rất là đẹp luôn. Size to con này phải 18 20 cân thì các bác ạ. Đấy, kiếm con cái 18 20 cân cũng rất là khó đấy. Lưỡi đốm nhiều này. Đấy, chạy. Các bác nhìn bông đuôi này, to đẹp chưa? Đôi này quá đẹp luôn. Đực dựa nhà em ấy. Đực nhà em thì khỏi phải nghĩ. Đấy, nhân tiện video này thì bác nào muốn phối giống xù Bắc Hà hay mông cộc thì liên hệ với em nhé. Đấy, gửi lên Bắc Hà thì em phối cho. Rất là đẹp luôn. À, con xù trắng đâu rồi nhỉ? À, vào nhà, đây đây đây. Tặc lưỡi phát chạy vào nhà, chạy về luôn. Chất lông rất là tốt luôn các bác ạ. Đấy, bác nào bắt con này liên hệ với em nhé. Số điện thoại em là 0375519820. À, con vạc cộc này của em lại có chửa rồi các bác nhé. Đấy, bác nào đặt gạch thì đặt luôn. Đấy. Ui giời, đôi này vờn nhau, ui giời vờn nhau. Tình trạng này chắc sắp xa lơ rồi các bác ạ. Đấy, các bác nhìn con này đẹp chưa? Bác nào bắt con trắng này thì liên hệ với em nhá.
số điện thoại em và Zalo em để trên màn hình đấy, 0375519820. Cú ở chó bản địa Việt Nam trắng tuyền luôn. Đấy, chân tay nó là bị bẩn đấy. Đấy, đuôi to chưa. Con này rất là chất lượng nha các bác. Úi dồi, cắn vào điện thoại luôn thì sợ được. Quá chất lượng luôn à. Chuẩn tai cụp, tai to, chân tay to, đuôi to, đuôi to, ít cỡ luôn các bác ạ. Nghịch lắm. Đấy. Đấy, bắt đầu bắt chó thì liên hệ với em nhá. Số điện thoại em là 0375519820. Rất là đẹp luôn này. Đuôi quắt trái nhá. Đuôi to nằm trên lưng luôn các bác ạ. Đấy, bắt đầu bắt con này cứ liên hệ với em. Rổ thì nó cũng vừa phải, rổ hợp lý thôi nhá các bác nhá. Đấy, con này em công khai luôn giá là các bác cứ gọi cho em sẽ biết giá. Đấy, giá thì cũng là mềm thôi các bác ạ. Cũng không phải là đắt đỏ gì đâu các bác. Cho nên là con này đẹp, đá đồng tiền mắt gạo với các bác luôn, em khẳng định một câu luôn. Đấy, con này mà các bác mua về mà không ưng thì trả lại em. À, cái con đỏ vô duyên nhỉ. Ui các bác nhìn chất lông con đỏ của nhà em này. Quá là đẹp luôn này. Ui giời, góc máy này xịn nha. Đáng yêu quá. Đấy, chạy lại luôn. Đấy, bắt đầu bắt thì liên hệ với em nào. Đấy. Số điện thoại em là 0375519820 nhá các bác nhá. Đấy, ăn đấy. Ăn con thừa, con to ăn thừa mà lại ăn. Đấy, các bác nhìn chất lượng chưa. Quá đẹp luôn anh em ạ. Chân tay rất là to luôn nhá. Đấy, con này phải 8kg, 70 ngày tuổi. Nuôi con này là khỏi phải nghĩ luôn đấy, đầu thủ chân tay to. Chặng trưởng thành nha, phải trên 25 cân. Quá đẹp luôn. Quá xuất sắc. Đấy. Đẹp quá. Đẹp quá các bạn ạ. Đấy, bắt đầu bắt thì liên hệ với em. Đấy, cọc nhà em này, nghịch chưa? Cọc đực ấy. Con này để phối thì cũng chất là rất là chất lượng. Đấy, bác nào muốn phối, nhu cầu phối cọc hay là phối xù thì cứ liên hệ với em. Em có đủ cả cả đực lẫn xù cho các bác. Cả cọc lẫn xù cho các bác phối. Đấy, cả tài sản của em đây. Lưỡi đực, lưỡi thép này. Đỏ kia cũng đốm lưỡi này các bác này. Đấy, đi vệ sinh đúng chỗ nha, chạy đi vệ sinh luôn rồi gọi phát chạy lại. Đấy, quấn chủ chưa? Dạ. Ok, bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây nha các bác nha. Đấy, bác nào bắt con này thì liên hệ với em. Số điện thoại em là 0375519820, cua ở chó bản địa Việt Nam. Đấy, bác nào bắt bé sù trắng đực, giới tính đực nha các bác nha. Không huyền đề, không tật lôi, lưỡi đốm, mặt mũi đầu thủ chân tay to, giống sai đại, sai cực đại luôn nha các bác nha. À, không khác gì con ngao con luôn này. Chất lông khỏi nghĩ luôn này. Chất lông sù tít mù luôn các bạn. Đấy. Bác nào bắt con này cứ liên hệ với em. Quá xuất sắc luôn. Đấy, quá xuất sắc luôn các bạn ạ. Đấy, nghịch, nghịch. Đẹp chưa? Sù trắng tuyết bác Hà. Trắng như ngọc trinh luôn. Ok, mặt mũi đầu thủ này, các bác nhìn đầu thủ nó này. Nhìn đầu thủ em này. Quá là chất lượng luôn. Đuôi to xoắn tít thò lò luôn. Đấy. Đuôi các bác nhìn đuôi, cái đuôi to chưa? Kết chưa? Bác nào bắt thì cứ liên hệ với em nhá. Sự điện thoại em ở trên màn hình nhé. Em xin kết thúc video tại đây. Em xin chào các bác ạ.